Điểm chuẩn là gì? Điểm sang là gì? Có ưu tiên giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 hay không? Thực hiện lọc ảo ra sao? Tuyển sinh đại học năm xưa khác gì tuyển sinh bây giờ? Chào quý phụ huynh và các bạn thí sinh, có những khái niệm, những thông tin dù nhiều người biết nhưng không phải ai cũng biết. Hội gia sư Đà Nẵng xin gửi đến quý phụ huynh và các bạn thí sinh video khái niệm tuyển sinh nhiều người chưa biết. Để những ai chưa biết thì mình cùng xem, những ai biết rồi thì xem thêm lần nữa. Chúc tất cả các thí sinh sẽ chọn đúng ngành, đậu đúng trường mà mình yêu thích ạ. À. Điểm chuẩn là gì? Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển của từng trường, từng ngành. Điểm chuẩn là kết quả được công bố sau khi kết thúc đợt đăng ký và hiệu chỉnh nguyện vọng. Đây là số điểm tối thiểu thí sinh bắt buộc phải đạt để đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành học của trường đăng ký xét tuyển. Thông thường, điểm chuẩn của mỗi ngành trong cùng một trường sẽ khác nhau. Các trường có thể tuyển sinh cùng một ngành nhưng điểm chuẩn để vào học ngành đó của mỗi trường lại khác nhau. Ví dụ, ngành kiến trúc, cùng mã ngành 7580101 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh điểm chuẩn sẽ khác nhau, 15,55 so với 24,28. Điểm sàn là gì? Điểm sàn là mức điểm xét tuyển tối thiểu để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới được xét tuyển nguyện vào 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Điểm sàn sẽ giúp các trường định ra mức điểm xét tuyển bằng cách căn cứ vào chỉ tiêu tuyển và điểm thi của thí sinh. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều trường không có điểm sàn. Khác nhau giữa điểm chuẩn và điểm sàn, điểm sàn là điều kiện cần, chỉ mang tính chất tham khảo nhưng cũng là mức điểm để thí sinh nên phấn đấu đạt được nếu muốn có cơ hội đậu vào ngành mình muốn xét. Cao hơn điểm sàn thì vẫn có vé rớt đại học. Thường thí sinh nào quan tâm đến điểm sàn thì điểm thi đa phần lẹt đẹp, mấp mé rớt. Điểm chuẩn là điều kiện đủ, nghĩa là điểm của bạn chỉ cần bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của ngành đang xét thì xin chúc mừng 99% bạn đã là tân sinh viên của ngành học đó, 1% còn lại là đôi khi do bạn không đọc kỹ thông tin tuyển sinh về tiêu chí ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm chuẩn luôn luôn được công bố sau điểm sàn. Chỉ tiêu là gì? Chỉ tiêu là số lượng sinh viên trường đó mong muốn tuyển được trong một đợt tuyển sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của các trường, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp, kết quả tuyển sinh của năm trước. Nguyện vọng là gì? Nguyện vọng khi tham gia xét tuyển đại học được hiểu đơn giản là ngành, trường bạn mong muốn đậu. Trong xét tuyển đại học, nguyện vọng 1 được hiểu là nguyện vọng cao nhất, sau đó đến nguyện vọng 2, 3, 4. Số lượng nguyện vọng tùy thuộc vào những sở thích, khả năng, năng lực của thí sinh đối với các trường đại học cao đẳng có đào tạo ngành, chuyên ngành mà người dự thi yêu thích. Nói dễ hiểu thì các nguyện vọng được coi là mong muốn của người dự thi xếp theo sự yêu thích từ trên xuống dưới theo mong muốn giảm dần. Nguyện vọng 1 thích nhất, nguyện vọng 2 thích vừa, nguyện vọng 3 ít thích. Như vậy bạn đã hiểu thế nào là nguyện vọng chưa? Cách xác định điểm chuẩn Như vậy từ khi có thông tin tuyển sinh các bạn thí sinh đã biết chỉ tiêu cần tuyển của mỗi trường, mỗi ngành. Trường sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp, lấy đủ chỉ tiêu theo ngành. Điểm của bạn thí sinh cuối cùng, cuối danh sách, điểm thấp nhất, đặt làm điểm chuẩn trên điểm chuẩn đậu dưới điểm chuẩn rớt bằng điểm chuẩn xét tiêu chí phụ tiêu chí phụ này đôi khi có sẵn công bố cùng lúc với thông tin tuyển sinh đôi khi lúc xác định điểm chuẩn trường sẽ đặt ra các bạn thí sinh cao hơn điểm chuẩn dù chỉ 0,01 cũng không cần quan tâm tiêu chí phụ này vì bạn đã chắc chắn đậu có ưu tiên giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 hay không cơ chế hiện hành cho thí sinh đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng các trường căn cứ vào điểm từ cao xuống thấp để xét tuyển chứ không căn cứ vào thứ tự nguyện vọng. Trừ trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm ở cuối danh sách. Nhắc lại, thứ tự nguyện vọng chỉ xét với thí sinh có cùng mức điểm ở cuối danh sách, tức là những thí sinh bằng điểm chuẩn. Như vậy thí sinh sẽ rất hoang mang. How? Làm sao? Không thể nào? Unbelievable! Thì hãy xem tiếp. Thực hiện lọc ảo. Việc lọc ảo bắt đầu từ việc các trường đại học cao đẳng cài đặt phần mềm phù hợp với phương thức xét tuyển mà trường lựa chọn. Sau đó, các trường tải dữ liệu tuyển sinh từ hệ thống dữ liệu chung của toàn quốc bao gồm điểm thi, nguyện vọng xét tuyển, thông tin khu vực, đối tượng ưu tiên để chạy lọc ảo. Những dữ liệu này sẽ được mã hóa để bảo mật thông tin cho thí sinh. Dựa trên cơ sở dữ liệu sau khi lọc ảo, trường sẽ đưa ra mức điểm dự kiến trúng tuyển và tỷ lệ ảo. Sau đó, các trường tiếp tục đưa danh sách dự kiến trúng tuyển lên hệ thống lọc ảo rồi tải kết quả về. Hệ thống sẽ chạy chung trong 6 lần và cho ra kết quả lọc ảo cuối cùng. Phần mềm lọc ảo thực chất là việc làm rất ý nghĩa giúp học sinh điểm cao không có nguy cơ bị trượt. Phần mềm lọc ảo sẽ hoạt động thông qua việc loại bỏ thí sinh đã trúng tuyển ở một nguyện vọng đầu sẽ bị hủy xét tuyển ở nguyện vòng sau. Tóm lại, bạn Nguyễn Văn A đăng ký 3 nguyện vọng. Nguyện vọng 1: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyện vọng 2: Thương mại điện tử Đại học Kinh tế. Nguyện vọng 3: Ngôn ngữ Anh Đại học Ngoại ngữ Huế. Bạn Trần Thị B đăng ký nguyện vọng 1, thương mại điện tử, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trường hợp 1, bạn Nguyễn Văn A đậu nguyện vọng 1, ngành bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó không xét nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 nữa. Cái này hệ thống tự động không xét. Có nghĩa sẽ loại thí sinh Nguyễn Văn A ra khỏi danh sách xét tuyển của ngành thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ Huế. Trường hợp 2, Nguyễn Văn A rớt nguyện vọng 1 sẽ xét qua nguyện vọng 2. Khi trường đại học kinh tế Đà Nẵng xét tuyển ngành thương mại điện tử sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp tất cả các thí sinh đăng ký ngành này, trong đó có Nguyễn Văn A và Trần Thị B. Giữa hai bạn A là nguyện vọng 2, bạn B là nguyện vọng 1, không ai được ưu tiên hơn gì cả. Cứ lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu thì thôi. Tuyển sinh đại học ngày xưa khác gì tuyển sinh hôm nay? Hồi xưa, lâu ơi là lâu, lâu gì mà lâu. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi vào trường nào đó, thì trường đó sẽ tổ chức thi, gọi đúng nghĩa là thi đại học. Ví dụ như đăng ký vào trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh đến ngày thi thí sinh đến trường bách khoa thành phố hồ chí minh thi sau đó có điểm đậu hay rớt biết luôn đậu thì có giấy báo trúng tuyển rớt thì có giấy báo điểm đậu đại học lúc đó oai lắm cả làng biết cả xóm biết cả thôn biết bố mẹ nuôi sẵn con bò nếu đậu đại học thì mổ bò ăn mừng nếu rớt thì có sẵn bò để chăn luôn rớt đại học thì lấy giấy báo điểm đó nộp xét nguyện vọng hai vào trường khác. Cho nên lúc đó người ta cũng cực kỳ phân biệt nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Cho dù đậu nguyện vọng 2 thì mày cũng chỉ là thằng rớt nguyện vọng 1. Đó là hồi xưa. Còn bây giờ sẽ không còn rớt đại học nữa. Vì sao? Vì theo thông tin như trên, các bạn sẽ đăng ký xét tuyển tầm 5 đến 6 nguyện vọng từ lúc còn học cuối năm 12. Sau đó hệ thống lọc ảo 6 lần 7 lượt. Đậu nguyện vọng 6 thì ba hàng xóm cũng chả biết bạn đầu nguyện vọng nào nếu như bạn không khoe em đặt nguyện vọng một trường ít em rớt nguyện vọng 2 trường y cũng rớt luôn đến nguyện vọng 6 mới đậu What the hell? bạn cũng đậu đại học như bao nhiêu người khác cũng có giấy báo cũng nhập học oai như nhau thôi chỉ có những đứa đầu nguyện vọng một trường ngon trường top thì mới khoe dạ em đậu nguyện vọng một nè he nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng bộ giáo dục và đào tạo hiện nay có quy chế không hạn chế số lượng các nguyện vọng mà người dự thi muốn đăng ký tuy nhiên bạn phải dựa vào số điểm của mình đạt được để đăng ký chuẩn xác số lượng và ngành nghề mình muốn theo học nếu đăng ký quá nhiều thì sẽ rất tốn thời gian và tốn tiền lệ phí xét hồ sơ còn nếu như đăng ký ít thì bạn sẽ khó có nhiều lựa chọn để gia tăng cơ hội vào trường có ngành đào tạo mình mong muốn tất cả các nguyện vọng đều được xét bình đẳng cho tất cả các thí sinh cùng ngành cùng trường đăng ký xét tuyển không nên đưa vào những ngành mình không thích vào nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 vì nếu những nguyện vọng này được chấp nhận bạn sẽ không còn cơ hội xét tuyển vào những ngành trường mình thực sự yêu thích ở nguyện vọng 3 nguyện vọng 4 theo cá nhân hội giáo sư Đà Nẵng các bạn nên đặt tầm 5 đến 6 nguyện vọng giấy báo trúng tuyển đại học giấy báo trúng tuyển đại học là tờ giấy quan trọng xác nhận bạn đã chính thức đậu đại học đây cũng là yêu cầu bắt buộc khi bạn muốn nộp hồ sơ nhập học vào các trường đại học cao đẳng đã đăng ký trước đó Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều trường không gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh đầu đại học nữa Thay vào đó là giấy báo trúng tuyển online Xem trực tiếp trên website Thí sinh nào cần giấy này để nộp lên phường xã nhận quà trung thu Thì tự in ra mà nộp Trên đây là một vài định nghĩa Thông tin về tuyển sinh mà Hội Giáo sư Đà Nẵng Hy vọng hữu ích với các bạn khán giả Chắc chắn đã có nhiều bạn biết rồi Nhưng đội ngũ admin chúng tôi vẫn muốn truyền tải thông tin Đến với những bạn còn đang mơ hồ về xét tuyển đại học Dù video hữu ích nhiều hay ít đối với bạn thì một lần thích video và một lần đăng ký kênh của các bạn cũng cực kỳ quý giá đối với hội giáo sư Đà Nẵng. Hãy bấm thích để khích lệ chúng tôi nha.